nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành dệt may trong và ngoài nước gặp gỡ, quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường. Mới đây tại Hà Nội đã diễn ra triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dệt may thiết bị nguyên phụ liệu 2022. Phát biểu tại sự kiện này, đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương nhấn mạnh, Bộ Công Thương luôn coi dệt may là ngành quan trọng, không chỉ mang lại kim ngạch xuất khẩu lớn thứ ba của cả nước mà còn góp phần ổn định an sinh xã hội. Ngành dệt may Việt Nam hiện đang sử dụng 2,5 triệu lao động, xuất khẩu hơn 40 tỷ đô la Mỹ một năm. Thu nhập trung bình của người lao động đạt khoảng 3.800 đô la Mỹ một năm. Triển lãm này là cơ hội tốt giúp doanh nghiệp dệt may tiếp cận với thiết bị tiên tiến, từ đó xác định hướng đầu tư trong thời gian tới. Đây cũng là cơ hội giúp doanh nghiệp tìm kiếm và thúc đẩy quan hệ thương mại với đối tác lớn trên toàn thế giới. Triển lãm năm nay quy tụ hơn 146 đơn vị uy tín đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong khuôn khổ triển lãm đã diễn ra hội thảo chuyên đề liên quan đến ngành dệt may như chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp Việt Nam, giải pháp toàn diện tăng tốc chuyển đổi số, ứng phó hiệu quả các biện pháp phòng vệ thương mại, kinh nghiệm và thực tiễn đối với ngành dệt may, thời trang Việt trong xu thế hội nhập và phát triển.